Thầy xin tự giới thiệu, thầy là Nguyễn Văn Tuyến, giáo viên trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn. Thầy rất vui khi được đồng hành cùng các em trong chương trình ôn tập môn toán lớp 9. Các em đã được học hai quy tắc để biến đổi hệ phương trình, đó là quy tắc cộng và quy tắc thế. Và trong bài học hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các em vận dụng hai quy tắc này để giải một số hệ phương trình thường xuất hiện trong đề thi vào trung học phổ thông. Chúng ta bắt đầu với bài đầu tiên. Giải hệ phương trình 1. Quan sát hệ phương trình 1, ta thấy cấu trúc của hệ phương trình 1 có khác hơn so với những hệ phương trình mà các em đã biết ở trong sách giáo khoa, đúng không ạ? Tuy nhiên, bằng cách thu gọn mỗi phương trình trong hệ, chúng ta sẽ thu được hệ phương trình mới, chính là hệ phương trình bậc nhất hai ẩn. Do đó, chúng ta có lời giải như sau. Bước đầu tiên, ta thực hiện phép nhân đa thức ở vế trái trong mỗi phương trình của hệ. Bước thứ hai, chúng ta chuyển vế và thu gọn từng phương trình trong hệ. Khi đó ta được hệ phương trình mới, chính là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn. Đến đây, ta có hai cách để giải hệ này. Cách thứ nhất đó là sử dụng phương pháp cộng và cách thứ hai đó là sử dụng phương pháp thế. Trong phần trình bày ở sau, thầy sẽ trình bày cách giải hệ này bằng phương pháp cộng như sau. Cộng từng vế hai phương trình của hệ, ta có được phương trình. Thu gọn phương trình ta có được 10y bằng 30. Từ đó ta tìm ra được y bằng 3. Thay vào phương trình thứ hai trong hệ, ta tìm ra được x bằng 40. Từ đó ta kết luận được hệ 1 có nghiệm duy nhất ở trên. Qua bài 1, các em cần lưu ý, khi gặp phải đề thi trong đó có yêu cầu giải một hệ phương trình mà cấu trúc của nó khác với những hệ phương trình mà các em đã biết, thì các em cần phải bình tĩnh, quan sát thật kỹ cấu trúc của các ẩn trong mỗi phương trình của hệ. Từ đó chúng ta sẽ lựa chọn ra được phương pháp giải hợp lý. Chúng ta tiếp tục với bài số 2, giải hệ phương trình 2. Bài này được thầy lấy trong đề thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông của tỉnh Nam Định năm học 2014-2015. Hãy quan sát vào hệ và cho thầy biết phương trình nào trong hệ quen thuộc với các em hơn. Chắc chắn là phương trình thứ hai rồi, vì nó là một phương trình bậc nhất hai ẩn. Qua đó, vật ra ngay ở trong đầu của chúng ta ý tưởng để giải hệ 2, đó là sử dụng phương pháp thế. Do đó, chúng ta có lời giải. Bước đầu tiên, chúng ta rút x theo y từ phương trình thứ hai, ta được x bằng 3 trừ 2y. Thay x bằng 3 trừ 2y vào phương trình thứ nhất trong hệ, ta được một hệ mới, trong đó phương trình thứ nhất là phương trình 1 ẩn y. Rút gọn phương trình này, ta có được phương trình đơn giản trừ 2y bình bằng 0. Tìm ra được y bằng 0, thay vào phương trình thứ hai, ta sẽ tìm ra được x bằng 3. Từ đó, ta kết luận hệ 2 có nghiệm duy nhất như trên màn hình. Hệ 2 chính là một ví dụ minh họa cho một dạng hệ phương trình. Đó chính là hệ phương trình trong đó có một phương trình là phương trình bậc nhất. Qua đó, chúng ta lưu ý, khi giải hệ phương trình thuộc dạng này, chúng ta thường sử dụng phương pháp thế. Và sau đây, chúng ta sẽ cùng giải một số ví dụ khác thuộc dạng này. Chúng ta có bài số 3. Hệ phương trình 3. Hệ phương trình 3 được trích trong đề thi tuyển sinh vào lớp 10 của tỉnh Nam Định. Đa số các em giải hệ 3 bằng phương pháp thế, vì phương trình thứ hai chính là phương trình bậc nhất, đúng ạ? Thầy cũng nhất trí với các em. Tuy nhiên các em cần phải lưu ý, phương trình thứ nhất trong hệ là phương trình có chữ ẩn ở mẫu, nên công việc trước tiên các em cần phải làm đó là tìm điều kiện xác định. Chúng ta có lời giải. Điều kiện xác định x cộng 2y khác không và x cộng y cộng 1 khác không. Các em lưu ý, trong trường hợp này chúng ta không cần tìm điều kiện cụ thể của x và y vì nó phức tạp, đúng không ạ? Chúng ta có lời giải. Biến đổi phương trình thứ hai, rút y theo x và thế vào phương trình thứ nhất, ta được phương trình 1 ẩn. Thu gọn phương trình này, ta được phương trình sau.
Phương trình sao là phương trình cơ bản các em đã được học ở lớp 8. Phương trình có chứa ẩn ở mẫu. Quy đồng và khử mẫu hai vế, ta thu được phương trình phía dưới. Đến đây các em cần phải lưu ý. Đừng em nào thực hiện khai triển các hằng đẳng thức ở vế trái, cũng như thực hiện phép nhân đa thức ở vế phải. Vì sao vậy ạ? Vì nếu các em chuyển vế và sắp xếp một cách hợp lý các biểu thức trong phương trình này, chúng ta sẽ thấy xuất hiện một hằng đẳng thức rất quen thuộc. Minh chứng ạ. A bình trừ 2AB cộng B bình. Đó chính là hằng đẳng thức bình phương của một hiệu. Áp dụng hằng đẳng thức này vào phương trình, ta có được phương trình ở dưới. Các em chú ý đổi dấu trừ 5x, đúng không ạ? Giải phương trình này, ta tìm ra được x bằng 1. Giá trị x bằng 1 thỏa mãn phương trình sao? Nên ta thay vào phương trình còn lại, ta sẽ tìm ra được y bằng 1. Một bước quan trọng nữa trong bài này mà các em phải nhớ, đó là chúng ta phải thay x bằng 1, y bằng 1 vào điều kiện xác định. Trong trường hợp này, chúng ta thấy thỏa mãn. Từ đó, ta kết luận hệ 3 có nghiệm duy nhất như trên. Đó là cách thứ nhất để giải hệ 3. Chúng ta có cách thứ hai. Các em hãy quan sát vào vế trái trong phương trình thứ nhất của hệ. Em có nhận xét gì về hai phân thức trong phương trình thứ nhất? Đó chính là hai phân thức nghịch đảo của nhau. Vì sao vậy ạ? Tử của phân thức này là mẫu của phân thức kia. Mẫu của phân thức này là tử của phân thức kia. Vậy thì suy ra tích của hai phân thức này bằng 1, đúng không ạ? Do đó mà chúng ta có cách giải như sau. Thầy đặt phân thức thứ nhất bằng A. Em lưu ý tử khác không, nên ta phải có điều kiện A khác không. Khi đó thì phân thức thứ hai chính là 1 trên A. Phương trình thứ nhất trở thành phương trình một ẩn. Thực hiện quy đồng khử mẫu hai vế, ta giải phương trình sẽ tìm ra được A bằng 1. Như vậy, trong cách làm này cũng xuất hiện hằng đẳng thức, đó là bình phương của một hiệu. Nhưng việc xuất hiện hằng đẳng thức đó trong trường hợp 2 này dễ phát hiện hơn, đúng không ạ? Từ việc tìm ra bằng 1 đổi ẩn, chúng ta sẽ tìm ra được y bằng 1. Như vậy là cách làm thứ hai này lại giúp cho chúng ta tìm ra ngay được giá trị của ẩn y chính trong phương trình thứ nhất. Với y bằng 1, thay vào phương trình còn lại, phương trình 2, chúng ta sẽ tìm ra được x bằng 1. Không được quên việc kiểm tra x y bằng 1, 1 có thỏa mãn điều kiện xác định hay không. Rồi chúng ta đi kết luận. Qua cách làm thứ hai ở trên, các em lưu ý, khi giải một hệ phương trình trong đó có một phương trình là phương trình bậc nhất, thì không nhất thiết chúng ta phải dùng phương pháp thế. Do đó, sau này trong quá trình giải hệ phương trình, các em cần phải vận dụng linh hoạt phương pháp phù hợp để giải hệ phương trình. Chúng ta tiếp tục chuyển sang bài số 4, giải hệ phương trình 4. Quan sát hai phương trình trong hệ. Không phương trình nào trong hệ là phương trình bậc nhất, đúng không ạ? Tuy nhiên, chúng ta hoàn toàn có thể biến đổi hệ phương trình 4 thành các hệ phương trình cơ bản các em đã được học. Nào, chúng ta cùng đi giải nó. Trước tiên, chúng ta đi tìm điều kiện xác định của hệ 4. Ta nhận thấy phương trình thứ hai trong hệ 4 là phương trình có chứa ẩn ở mẫu. Do đó, chúng ta sẽ đi quy đồng và khử mẫu hai vế của phương trình. Với x khác 0, y khác 0, ta có hệ 4 tương đương với. Các em lưu ý, trong hệ 4 thì tích x nhân y xuất hiện ở cả hai phương trình. Do đó mà thầy thay x nhân y bằng 4y trừ 3x từ phương trình thứ hai vào phương trình thứ nhất, ta có được phương trình. Như vậy, thầy đã biến đổi hệ 4 về hệ phương trình dạng 1 chúng ta vừa nói ở trên. Thu gọn phương trình vừa thu được, chúng ta sẽ có được x bằng y. Thế vào phương trình thứ hai, các em sẽ tìm ra được phương trình y bình trừ y bằng 0.
Giải phương trình đó, ta sẽ tìm ra được y bằng 1. Từ đó, tìm ra được x bằng 1. Đối chiếu điều kiện xác định, thấy thỏa mãn, ta kết luận nghiệm duy nhất của hệ như trên. Đó chính là cách thứ nhất để giải hệ phương trình trên. Chúng ta có cách thứ hai. Do x, y khác không? Nên ta chia cả hai vế của phương trình thứ nhất trong hệ cho tích x, y khác không? Ta có hệ phương trình mới. Bằng trực quan, ta thấy hệ mới này có vẻ phức tạp hơn so với hệ ban đầu, đúng không ạ? Tuy nhiên, các em cần lưu ý, chúng ta chỉ cần rút gọn mỗi phân thức này. Chúng ta sẽ tạo ra được một phương trình mới, 3 trên y cộng 2 trên x bằng 5. Phương trình mới này tương đồng với phương trình ở phía dưới. 3 trên y có 3 trên y. 2 trên x thì 4 trên x, thầy tách thành 2 nhân 2 trên x. Đây chính là một hệ phương trình cơ bản mà các em đã được biết, đúng không ạ? Và để giải hệ này, thầy sẽ đi đặt ẩn phụ. Đặt a bằng 2 trên x, b bằng 3 trên y. Trong đó a, b khác không vì các tử của mỗi phân tức này khác không. Khi đó thì hệ đã cho trở thành một hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn a và b. Việc giải hệ này rất đơn giản với chúng ta, đúng không ạ? Vì nó là một hệ phương trình cơ bản. Giải hệ này ta sẽ tìm ra được a bằng 2, b bằng 3. Thỏa mãn điều kiện a, b khác không? Từ đó ta suy ra được giá trị của ẩn x và ẩn y. Đối chiếu với điều kiện xác định, chúng ta cũng kết luận nghiệm duy nhất của hệ. Như vậy, ta có hai cách để biến đổi hệ phương trình 4 thành các hệ phương trình mà các em đã được biết. Mỗi cách làm đó đều chứa đựng những thuật toán nhằm quy lạ về quen mà các em cần phải chú ý trong giải hệ phương trình. Chúng ta tiếp tục với hệ phương trình số 5. Quan sát vào hệ phương trình 5, các em thấy phương trình 1 là phương trình có chứa dấu giá trị tuyệt đối, trong khi phương trình 2 lại là phương trình có chứa căn thức. Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ vào phương trình 2, các em thấy ta có thể làm xuất hiện hằng đẳng thức trong mỗi biểu thức dưới vô căn. Y bình cộng 4y cộng 4 thực ra chính là y cộng 2 tất cả bình. Còn 4x bình trừ 8x cộng 4, ta đặt 4 ra ngoài. Khi đó, trong căn sẽ còn x bình trừ 2x cộng 1. Ta sẽ viết được dưới dạng bình phương của x trừ 1. Như vậy, với cách làm trên, vận dụng hằng đẳng thức căn A bình bằng giá trị tuyệt đối của A, ta sẽ đưa phương trình trong hệ về thành một phương trình mới tương đồng. Do đó, chúng ta có lời giải như sau. Hệ phương trình thứ nhất tương đương với, các em chú ý trong phương trình thứ hai của hệ, thầy khai phương một tích, sử dụng hằng đẳng thức căn A bình bằng giá trị tuyệt đối của A, ta có hệ phương trình mới. Hai phương trình trong hệ này là tương đồng với nhau, đúng không ạ? Các em lưu ý, đến đây chúng ta không nên giải hệ phương trình này bằng cách bỏ các dấu giá trị tuyệt đối, vì khi đó sẽ xuất hiện nhiều trường hợp. Chúng ta nên sử dụng đặt ẩn phụ. Ở đây thầy đặt giá trị tuyệt đối của x trừ 1 bằng A, giá trị tuyệt đối của y cộng 2 bằng B. Theo tính chất của giá trị tuyệt đối, ta phải đặt điều kiện cho A và B không âm. Khi đó, hệ trên trở thành hệ mới. Đây chính là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn mà các em đã được học. Như vậy, qua phép biến đổi đơn giản, đó là sử dụng hằng đẳng thức căn A bình bằng giá trị tuyệt đối của A, chúng ta đã đưa hệ phương trình thứ 5 trở thành một hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn. Giải hệ phương trình này, các em sẽ tìm ra được B bằng 1, A bằng 2,5. Đối chiếu với điều kiện AB không âm, ta thấy thỏa mãn. Từ đó, ta suy ra giá trị tuyệt đối của x trừ 1 bằng 2,5, giá trị tuyệt đối của y cộng 2 bằng 1.
Đến đây chúng ta chú ý giá trị tuần đối của x trừ 1 bằng 2,5. Những số nào có giá trị tuần đối bằng 2,5 ạ? Đó chính là 2,5 và âm 2,5. Tương tự như vậy, ta sẽ có được từ phương trình thứ hai, đó là y cộng 2 bằng 1 hoặc y cộng 2 bằng trừ 1. Đến đây, ta sẽ tìm ra được các giá trị của ẩn x và ẩn y. Từ đó, ta kết luận hệ 5 có 4 nghiệm như trên. Đây cũng chính là một bài tập nữa minh họa cho việc biến đổi hệ phương trình đã cho thành hệ phương trình bậc nhất hai ẩn. Chúng ta tiếp tục đến với bài số 6, giải hệ phương trình 6. Em thấy này, hệ phương trình 6 là hệ hai phương trình, trong đó có hai ẩn x và y. Nhưng nếu xét về mặt cấu trúc thì ta thấy nó xuất hiện tới 3 đại lượng. Đại lượng thứ nhất là x bình cộng 1. Đại lượng thứ hai là y cộng x. Đại lượng thứ ba là y. Do đó, ta sẽ tìm cách biến đổi hệ đã cho thành một hệ hai phương trình mà chỉ có hai đại lượng thôi. Vậy thì theo cách thứ hai chúng ta đã giải quyết trong hệ 4, ta sẽ chia cả hai vế của mỗi phương trình trong hệ này cho y vì vế phải của mỗi phương trình trong hệ đều có ẩn y. Tuy nhiên, trước khi chia, các em cần phải lưu ý, ta phải xét trường hợp y bằng 0. Chúng ta có lời giải sau. Thay y bằng 0 vào hệ phương trình, ta thấy không thỏa mãn, nên y phải khác 0. Chia cả hai vế của mỗi phương trình trong hệ cho y khác 0, ta có hệ mới. Rõ ràng đây là một hệ hai phương trình và trong đó chỉ còn hai đại lượng. Đại lượng thứ nhất là x bình cộng 1 trên y, đại lượng thứ hai là y cộng x, đúng với mục đích chúng ta đã nêu ra, đúng không ạ? Các em lưu ý, trong phương trình thứ hai ở vế trái, ta thấy xuất hiện nhân tử y cộng x trừ 2. Trong khi ở vế trái của phương trình thứ nhất lại có số hạng y cộng x, do đó mà ta linh hoạt tách 4 thành 2 cộng 2 chuyển sang vế trái của phương trình thứ nhất, ta sẽ đưa được về hệ phương trình mới. Đúng chưa ạ? Đến đây thì rất quen thuộc với các em rồi, đúng không ạ? Chúng ta sẽ đi giải hệ trên bằng cách đặt ẩn phụ. Đặt A bằng x bình cộng 1 trên y, B bằng y cộng x trừ 2, ta có được hệ mới. Chúng ta sẽ đi giải hệ mới này bằng cách sử dụng phương pháp thế mà chúng ta đã được học. Rút B theo A, ta sẽ có được B bằng 2 trừ A. Thay vào phương trình thứ hai và thu gọn, ta có A trừ 1 tất cả bình phương. Từ đó ta tìm ra được A bằng 1, B bằng 1. Khi đó, ta sẽ suy ra được x bình cộng 1 trên y bằng 1, còn y cộng x trừ 2 bằng 1. Đến đây, ta gặp một hệ hai phương trình quen thuộc ở trong dạng 1 mà các em đã làm. Đó là chúng ta sử dụng phương pháp thế, đúng không ạ? Bài tập trên, thầy đã cho vào trong phần bài tập tự luyện. Thầy đề nghị các em sẽ tự thực hiện bài tập trên theo hướng dẫn trong phần bài tập tự luyện. Qua buổi học hôm nay, các em đã được thầy hướng dẫn vận dụng hai quy tắc biến đổi hệ phương trình vào giải 6 hệ phương trình thường xuất hiện trong đề thi vào trung học phổ thông. Qua việc giải các hệ trên thì các em cần lưu ý. Dù giải hệ phương trình trong trường hợp nào thì chúng ta cũng cần thực hiện theo 3 bước sau. Bước thứ nhất là tìm điều kiện xác định nếu cần. Bước thứ hai, sử dụng linh hoạt các phép biến đổi tương đương để tìm giá trị của ẩn. Bước ba, đối chiếu điều kiện xác định và kết luận. Hẹn gặp lại các em vào buổi học tiếp theo với những hệ phương trình ở các dạng tiếp. Chào các em.